sự anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không dấu lắng. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Nỗi nhớ tình yêu
mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Thưa quý vị, Đức Phúc, Eric, anh Trấn Thành. Và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Thank you. Đây là một cái dịp ngẫu nhiên mà anh em chúng tôi gặp nhau để chúng ta cùng làm một cái liên khúc với những cái bài hát mà hai người em tôi đã rất là thành công. Trong đó có Hơn Cả Yêu của Đức Phúc và Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric. Và đặc biệt là để nói lên cái sự thành công của Hoa Nở Không Màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, thì Trấn Thành cũng xin phép được cùng chung với hai em hát lên bài hát này trong liên khúc này. Và hy vọng là các bạn thích nó nhé. Thank you. Thưa quý vị, và ngồi kế bên tôi là Đức Phúc và Eric, là hai chàng bạch mã hoàng tử luôn luôn mang đến những bản ballad đình đám của năm. Năm nay thì Eric đã chuyển sang nhạc đen tí rồi, đầu năm đúng không? Sắp tới sẽ trở lại với ballad không hay là sẽ tiếp tục nhảy nhót? Nói chung là năm nào em cũng đề ra một cái là em phải có một bài hit trong năm đấy, nên là chắc chắn là em sẽ dành cái bài hit đấy là bài ballad của mình. Còn bên cạnh đó thì em sẽ thỏa cái sự đam mê yêu thích của mình với nhảy bằng những cái bài pop dance cho quý vị khán giả. Thế còn Phúc thì sao? Dự án sắp tới của em có gì mới không? Năm nay sẽ là một năm mà em nghĩ rằng là sẽ là một năm khá là đặc biệt của em. Tại vì em và ekip của mình đã ấp ủ khá là nhiều những cái dự án lớn. Thì cũng hy vọng là tất cả mọi thứ sẽ thực hiện được đúng như là mình và ekip của mình mong muốn. Ok, bây giờ mới hỏi thử Lan Ngọc là một chuyên gia âm nhạc ở đây. Cái kiến thức âm nhạc nó dễ sợ lắm. Anh không nói thì em không hiểu đâu. Trong tất cả những bài hát của Eric với Đức Phúc thì em thích bài nào nhất? Thật ra thì hồi nãy là anh mới vừa hát xong luôn đó. Anh thật sự ngốc á. Anh thật sự ngốc á. Viral cực kỳ luôn á. Đó là bài Em Không Sai Chúng Ta Sai Em. Nó không phải là bài Anh Thật Sự Ngu Ngốc mà em nói, mà em chỉ thẳng vô mặt anh như vậy. Không phải, tại vì thật ra là khi mà bài hát của em ra đó, là cái viral của nó là cứ suốt ngày cứ Anh Thật Sự Ngu Ngốc, Anh Thật Sự Ngu Ngốc. Đó có nguyên một đoạn nó cứ suốt ngày. Em với Eric nhảy lại cái đoạn đó đi. Anh thấy cái đam mê nhảy của em cũng không thua Eric đâu. Dạ. Chị thuộc đúng không? Chị thuộc. Đây, đứng đứng đây. Wow. Đây. Chuẩn bị nha. Đây. Cảm ơn phòng máy. Vâng, trước khi nó quơ bể cái ly. Dạ vâng. Em nghĩ cái bài này không phải là Anh Thật Sự Ngu Ngốc mà là Em Thật Sự Ngu Ngốc á. Không, em thật sự ngang bướng. Anh Thành ơi, ngoài Eric thì còn có anh Đức Phúc cũng tạo được rất là nhiều những cái điệu nhảy viral. Em thích bài nào? Em nghĩ là để cho Đức Phúc tự nhảy một điệu nào đó mà anh cảm thấy tâm đắc nhất đi. Em thích bài nào? Thật ra là anh tâm đắc nhất, anh cũng muốn tâm đắc nhiều điệu nhảy nhưng mà anh cũng có đúng một bài. Tao nhảy cái coi. Nhưng mà nếu thế thì Châu gợi ý thì Châu nhảy cùng anh được không? Ngọc, em với Eric nhảy lại cái đoạn cover đó đi. Đúng rồi. Mặc bộ váy này đang rất là phù hợp. Dạ, okay luôn. Ạ. Ok, thì đó chính là vũ điệu lôi kéo của Người Ơi Người Ở Đường Vũ điệu lôi kéo nha. Hay. Tôi khoái cái đoạn mà đó, giật, cái giật đoạn dài mà mặt chưa cái phập phập phập. Như cái đoạn này là gì? Hả? Vũ điệu sách nước giếng hả? Lôi kéo, leo cối. Ok. Tụi em là những cái người trẻ rất là thành công mà năm nào hầu như cũng có những bài hit cho mình. Cho anh hỏi, với tác phẩm của Phúc thì em nghĩ yếu tố nào với em là quan trọng nhất khi em tạo một bài hit? Mỗi khi mà Đức Phúc và ekip của mình ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào đó thì chắc chắn là cái điều đầu tiên là phải đặt niềm tin vào cái sản phẩm đó. Yes. Và đó chính là cái mấu chốt để em có thể chọn được một cái sản phẩm mà em cảm thấy là phù hợp với mình. Dù là dance hay dù là pop hay dù là ballad thì mỗi lần ra nó đều phải là những sản phẩm chất lượng nhất và mình phải có cái niềm tin là nó sẽ thắng. Yeah. Bây giờ ở trong khán phòng này, tôi xin được hỏi bài hit của trái tim của các bạn trong năm nay. Các bạn thích bài nào nha? Ở đây thì tôi thấy có ca sĩ Thu Ngọc, chị của cái bạn rất là đình đám trong chương trình Nala. Thì Thu Ngọc thích bài hit nào trong năm? Có lẽ là cái bài mà Ngọc thích nhất là bài Hơn Cả Yêu. Tại vì cái bài đó nó cũng giống như là gắn liền với Ngọc với Alan vậy đó. Vì sao lại là Hơn Cả Yêu? Nghe cái ca từ nó rất là tích cực. Và khi mà mình nghe là mình cảm thấy là mình muốn được yêu liền. Dạ, có nghĩa là thay vì là những bài hát buồn thì yêu này nó tình cảm nhưng nó vẫn tích cực. Và hình như nghe cái bài này trong cái chương trình Nala, tôi nhớ không lầm là ngày hôm đó bạn Alan Phạm cũng hát bài này luôn đúng không?
tình yêu cho mình vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Đây à, cũng hot boy Na La. Chào em ơi, trời ơi em rể quốc dân. Gia đình em còn giàu chứ? Dạ em vẫn ổn mà. Ok, em thích bài hit nào trong năm nè? Dạ cá nhân em thì chắc em thích bài Hoa Nở Không Màu ạ. Hoa Nở Không Màu, tại sao? Em thì em rất thích những bài ballad và em rất có cảm xúc và rất có cảm hứng với những thể loại ballad, cho nên em rất thích bài Hoa Nở Không Màu. Ok, cảm ơn em nha. Một vote cho Hoa Nở Không Màu. Đây, đẹp trai nữa. Đây, em thích bài nào? Em thích Anh Không Sai Chúng Ta Sai. Em Không Sai Chúng Ta Sai. Ok. Để coi coi còn ai trong khán phòng nữa. Y cũng những nhân vật đặc biệt của Nala. Chào em. Sau chương trình em đã có người yêu chưa? Dạ không. Vẫn ế như ngày nào thôi. Vẫn ế như ngày nào thôi hả? Anh thấy em ngồi kế bên hot boy bán bánh, hình như là không biết em có quan hệ gì với anh ta không? Chị em với nhau. Ok ok. Em thích bài nào? Em bài nào cũng thích nhưng mà em rất thích Hoa Nở Không Màu. Em thích Hoa Nở Không Màu. Ok. Còn em? Cái bài em thích nhất ở trong năm nay đó là bài Em Không Sai Chúng Ta Sai. Với cái bài này là cái bài mà em cũng lộ diện cái vòng của người ấy là ai luôn. Ok, cảm ơn em. Như vậy rõ ràng là quanh đi quẩn lại cũng đều là ba bài do ba anh em chúng tôi hát. Vâng, một tín hiệu đáng mừng. Xin một tràng vỗ tay cho điều đó. Nhưng mà nhớ là vì kiểu họ thấy mình hát nên họ nói thế thì sao? Chắc chắn là vậy rồi chứ nhớ gì nữa.